Hai, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người là nuôi gián đất mà không cần đi mua con giống, mà mình sẽ tự thu hút gián đất từ ở ngoài tự nhiên về để mình bắt vô làm con giống mình nuôi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là mình sẽ kiếm một cái trái mít hay là một cái trái dừa khô á. Dừa khô mà mọi người đừng có dừa khô mà lên mọng sẵn rồi cũng được, cơm càng dày càng tốt. Mọi người lấy nước ra hết rồi xong đêm kiếm cái chỗ nào mà ẩm ướt á thì mọi người cứ để nó xuống đó, thì con gián nó sẽ nghe mùi tự nó sẽ mò tới đó. Còn mình thì mình ở đây thì do nhà mình có lồng mít cho nên là mình dùng trái mít mà mình để sẵn luôn với gốc mít nữa. Giờ thì mình sẽ cho mọi người xem là cái trái mít này mình để lâu rồi. Giờ đây mọi người cùng xem nha. Đây, cái này mình để cũng cả tuần rồi, là do mình trồng mít rồi mình thiến á, rồi sau mình thả luôn sẵn dưới gốc. Tức là ngay chỗ mà mình muốn cho gián đất thu hút gián đất tới đó, là mình phải tưới cho ẩm ướt. Không biết có không nè, nè mọi người thấy không, con gián này thấy không? Đây, vậy là mình đã có một con gián đất để mình nuôi rồi đó. Mà ở dưới đất cũng còn rất nhiều nè. Đây một con đó nè, này mọi người thấy không? Không cần phải đi mua con giống, nó có sẵn dưới đất á, cho nên mọi người cứ đó, chỉ cần bỏ thức ăn vào là nó sẽ tự nó mò tới, rồi mình từ đó mình lấy mình nuôi thôi. Hiện tại gián đá, giá gián đất mình theo mình tìm hiểu á là ở ngoài thị trường họ bán tới 1.250.000 một ký luôn. Ngoài những con gián đất ra thì nó có những bọ khác nè, mọi người thấy không, nó sẽ vô đây nó ăn trái mít. Cho nên mình cứ lấy vậy rồi mình sẽ chuẩn bị thêm đồ để mình nuôi nó thôi. Giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người là chuẩn bị nuôi nó như thế nào nha. Đây là đây, đi tao. Đây, nuôi gián đất thì cực kỳ đơn giản và không cần tốn kém gì hết. Mọi người nghĩ đi, mình thì mình cũng có bán gián đất giống, nhưng mà thì gián đất giống là mình tự đi tìm như vậy, giờ mình bán thôi, là mình bán giá là 1.000 một con. Còn có nhiều chỗ họ bán tới 2.000 đến 2.500, có chỗ bán 5.000 một con luôn. Thì dụng cụ mình chuẩn bị thì đơn giản thôi, đó là cái thùng xốp. Có nhiều anh em thì họ mua sơ dừa họ bỏ vô trong 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 đây, còn riêng mình thì mình chỉ bỏ đất của mình thôi. Và mồi nó ăn là những rau cải củ quả của mình á, thì mình ăn xong rồi mình có thể đổ bỏ, mà thay vì mình đổ bỏ mình đem mình bỏ đây rau củ rồi mình cắt mình bỏ dư cũng nhiều mà. Đây thì vậy cái mình cứ bỏ vô như trái mít này. Giờ mình thui hơi cơ được bao nhiêu con? Hồi nãy là mình bắt được hai con ngoài nữa, đây một con nữa nè, mọi người thấy không? Nó rút sâu vô trong cái mít này rồi, không biết trong này còn không. Không có thì mọi người cứ thả hẳn vô trong này luôn. Rồi ở này nó chỉ mới có ba con vô thôi. Mọi người thấy con gián không? Đây nó đây. Mọi người cứ tưới nước cho ẩm ướt ngay chỗ đó, rồi mọi người cứ bỏ nước ăn lên là nó sẽ tự bò vô. Riêng cái con sâu canxi á, là mọi người kiếm cái chỗ nào mà nó cũng từ, mọi người cũng cũng có thể kiếm mà từ cái vỏ mít này luôn, từ trái mít này là mọi người ngâm cho nó ướt trái mít luôn, cho húi luôn. Rồi xong cái chỗ mọi người kiếm gần cái vũng nước á, hoặc là có con động vật chết á, mọi người bỏ xác vô đó thì từ từ nó sẽ có con sâu canxi, nó sẽ vô trong đó. Nó mình không biết sâu canxi là con nhộng của con gì nữa, nhưng mà hồi trước thì mình đã khử một lần rồi bỏ vô, mà nuôi nó khó nuôi lắm. Nuôi nó lúc nào cũng phải ẩm ướt, đồ ăn nó phải có, còn mà cỡ sức nó mà khô một cái là nó sẽ chết. Thì đây
Mọi người thấy đây, cái khủng mình chỉ đắt thôi nha, chứ không hề có sơ dừa. Mọi người bỏ sơ dừa cũng được, còn mình thì mình chỉ bỏ đắt thôi. Thì này đắt rồi có lá, có cây, có cỏ rồi nữa, thì nó rất thích hợp cho y như là giáng đất ở ngoài tự nhiên vậy thôi. Ngoài ra là không tốn bất cứ gì hết nha mọi người. Có thể giờ mình chỉ tưới nước cho ướt thôi. Nói chung là mình làm cho nó giống ở ngoài. Thì mọi người cũng thấy đó, ở trong RV mình chỉ cũng dột thêm quăng thêm mít vô đó thôi là tự dán đất nó bò tới và nó ở đó nó sinh sản nè. Nếu không có tới mít thì mọi người bỏ trái dừa vô không sao đó, nó sẽ tự nó tới. Giờ dán thì nó đã chui dưới đây rồi. Ba con này chắc cũng hơi bị lâu nó mới đẻ. Thì cứ trái mít này còn nhỏ, chứ nhiều lúc một bữa thì mình có trái mít lớn thì dán lại ăn nhiều hơn. Ở dưới đó chắc mau lên chắc cũng còn ạ. Nhưng mà thì mình chỉ làm clip mình hướng dẫn anh em vậy thôi. Còn đây là cái khùng mình nuôi trước đó nè. Đây cũng là vỏ mít nữa mọi người thấy không. Hiện tại mình cũng đang cho ăn. Mình cho ăn bằng đu rủ. Cái thứ gì mà mình bỏ mình quăng rồi nó đều ăn hết nha mọi người. Không mít còn láng lên nè thấy không. Chén đá con nè. Nó nheo nhút nè mọi người thấy không. Nó đẻ rất là nhanh. Dán này là rất là thích hợp cho lửa với than ăn. Nó vừa, nó quá bé. Thậm chí mình có bỏ vỏ đậu phộng luôn, ăn đậu phộng mình không ấy, mình bỏ vô đây luôn. Nó sẽ bon cục lại không. Còn sơ dừa thì nó sẽ mịn hơn. Còn này do mình bỏ đất thì nó sẽ lâu lâu sẽ bon cục lại. Mình vẫn bỏ lá dừa, sơ dừa rồi vô nữa nè. Dưa hấu rồi nó cũng ăn hết nha. Tất nói chung mà tất cả cái thức ăn nhiều mình ăn được mà mình không ăn nữa thì mình cứ đem mình bỏ ra. Này, mọi người thấy không? Dán quá trời nè. Này mọi người dặn hơi bỏ lâu nó lâu cho ăn nó dặn có hơi sống. Nhưng mà cái nó không sinh sản nhiều thôi. Chứ còn mà cho ăn tốt thì đều đều nó sinh sản rất là nhiều. Mọi người thấy không? Mà đặc biệt con gián này sẽ không hôi bằng con gián nhà của mình nha. Có nhiều anh em họ đi mua con gián đắt bự như vậy là 5.000 con này nè. Có nhiều chỗ họ bán 5.000 một con. Về để họ đi câu cá. Đây, con gián ở đây. Cỡ này là sẽ là làm giống được rồi đó. Mình nuôi gián đất thì cũng không sợ kiến nữa. Kiến bò bò chứ gián đất nó nằm ở dưới đáy á. Cho nên là ít khi nào là do thức ăn của mình là thức ăn ngọt, tươi, sống rồi. Thì kiến nó hay bò vô. Nhưng mà gián đất sẽ rút hết ở dưới. Mà nhiều lúc thì mọi người cũng nên tránh với kiến nha. Này, những con gián con đây. Còn anh em nào cần mình chia sẻ gì thêm thì cứ đăng lên kênh của mình hoặc là lên Facebook của mình á. Hoặc là mọi người cứ gọi số điện thoại là 0929 887 346 thì mình sẽ hướng dẫn mọi người. Còn nếu mà mọi người muốn cần con giống á thì cứ comment cho mình thì mình có ship đi qua đường bưu điện cho tất cả mọi người. Thì lượng ship thì bình thường mình mua chừng 10 con 20 con là được rồi, không nên mua nhiều quá, mua nhiều thì nó tốn thôi. Chắc clip mình kết thúc ở đây. Thì có khoan, còn cái này nữa, hôm bữa mình có làm cái clip là hướng dẫn anh em nuôi sâu rồi quên hướng dẫn cái mấy anh em là thu hoạch sâu như thế nào. Thì thu hoạch sâu á thì mình có rất là nhiều cách thu hoạch, nhưng mà cách mà tiện nhất mà đỡ tốn thời gian nhất á là anh em nên mua một ổ bánh mì. Ổ bánh mì mà anh em để chai rồi á, rồi anh em bỏ ra làm hang hoặc là để nguyên như vậy, bỏ vô trong cái lu sâu hay là cái nơi mình nuôi sâu á,
thì con sâu nó sẽ tự bò vào đó, vô đó nó ăn. Thì cứ mà trước khi mà bỏ cái đó vô á là anh em phải bỏ đói nó 2 đến 3 ngày là không cho ăn thứ gì hết. Rồi lúc đó nó sẽ đói, rất là đói. Rồi mình thả vô nó sẽ tự động nó bò vô nó ăn thôi. Là lúc đó mình sẽ lấy ra thì nó sẽ tiện hơn. Còn không thì anh em cứ rây, dùng mua cái lược nhỏ á, rây cám rây đầu hết cho rớt ra. Còn mà muốn nhanh hơn nữa thì chỉ có không có cách nào hết, chỉ có là bỏ bánh mì vô hoặc là mua ổ mì sandwich cũng được. Thì mà tốt nhất là nên bỏ đói trước 2 đến 3 ngày, có thể cả tuần cũng được, sau nó sao không chết. Bỏ nó vô là nó rất là nhanh, nó vô nó ăn liền, là mình cứ lấy ra đó mình xem ra hao thôi. Còn nghe hỏi gì đâu ta, như hết rồi. Thôi clip mình xin kết thúc ở tại đây nha. Tất cả mọi người cần gì thì cứ comment cho mình. Clip sau, hẹn mọi người lại clip sau, mình sẽ cho mọi người xem là con lửa của mình nó đã hai rác rồi, một tổ hai rác rồi. Thì mình sẽ quay cái clip đăng lên cho mọi người xem, mà không biết khi nào đẻ thôi. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Cảm ơn tất cả mọi người.